thực ra là mọi thứ đều có rủi ro ạ vì trong cuộc sống thì không có cái gì là mình đi lường trước hết cũng được ví dụ như là cái covid nó đến bất ngờ ấy nó làm cho cái ngành du lịch của bọn anh nó bị dừng bình trệ suốt là 2 năm liền là không ừ. không không làm được cái gì cả thì đấy là những cái bất ngờ mà mình đâu có lường trước được đó đấy là những cái rủi ro mình không thể tính trước được nhưng mà mình cũng phải chấp nhận và cũng phải sống với nó trong cuộc sống nói chung chúng ta cần một sự cân bằng Ừ. Uh, cân bằng giữa cái chuyện là uh, em niềm đam mê của mình với cả cái công việc của mình về ừ. trong cuộc sống nó sẽ phát sinh rất nhiều vấn đề và nhiều lúc em phải bỏ tạm tạm thời bỏ các cái đam mê của mình một bên để ừ. giải quyết các vấn đề trong cuộc sống sau đây mới quay, quay trở lại với đam mê được ừ. Chào mừng các bạn đã cùng quay trở lại với Postcard Better Me. Và mình là anh Vũ, ngày hôm nay sẽ tiếp tục đồng hành với các bạn Để cùng những trò chuyện với những câu chuyện mà có lẽ rằng là sẽ vượt ra khỏi những khuôn mẫu thông thường Và các bạn thân mến, nếu như các bạn có đang loay hoay trên chặng hành trình trưởng thành của mình Thì ngày hôm nay hãy đồng hành cùng với chúng tôi để cùng nhau lắng nghe những tâm tư, những chia sẻ Và đặc biệt là những lời khuyên đến đến những người anh đi trước, những người đã có rất nhiều kinh nghiệm Để chúng ta sẽ có một phiên bản tốt hơn hết của chính mình Và xin được cảm ơn tân hiệu từ trang nam Owen và hành trình 15 năm một khát vọng một con đường đã đồng hành cùng với tờ postcard này các bạn thân mến ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng được gặp gỡ và trò chuyện với một vị khách mời rất đặc biệt đó chính là anh Đào Mạnh Hà. À xin chào anh ạ. À, xin chào à, xin chào tất cả các bạn đang xem postcard Bethlehem và xin chào MC. Ờ à, tôi tên là Đào Mạnh Hà. Tôi à, năm nay 43 tuổi và hiện là giám đốc sản phẩm của công ty du lịch Hello World Travel. Và không biết rằng là nếu như ngày hôm nay mà nếu như không đến, đến Bethlehem thì một buổi sáng của anh sẽ được diễn ra như nào ạ? À một buổi sáng của tôi thì thường là bắt đầu với một cốc cà phê để cho mình tỉnh táo hơn và bắt đầu một ngày mới làm việc hiệu quả <laughs> Vậy thì ngay bây giờ, ngay lúc này đây thì không biết rằng cảm xúc của anh Hà đang có những cái như thế nào để đến Vetami ạ? Tôi thực ra là rất hồi hộp được đến đây để chia sẻ <laughs> với mọi người về những cái trải nghiệm của mình trong thời gian qua Và tôi là một người đam mê về du lịch cho nên là cũng rất mong muốn được cái đưa cái đam mê của mình đến được với nhiều người nhất thật ra em cũng là một người mà rất yêu thích cái sự dịch chuyển và đặc biệt là về du lịch nữa. vậy thì khi mà anh Hà mới bắt đầu trên cái hành trình đầu tiên của mình về từ cái đam mê du lịch á thì mục tiêu của anh lúc đó là gì ạ? thực ra lúc đầu thì chưa hẳn là mục tiêu về anh bắt đầu đi du lịch từ cái lúc mà anh đi du học ở bên Pháp ừ. thì là thời đó thời điểm đó là anh có thời gian đi và có điều kiện đi khám phá những cái nước xung quanh hồi đấy là mình chỉ đi du lịch bụi thôi ừ. kiểu đi được, được sinh viên em là đi làm mình uh, đi giải nhất có thể và hồi đấy mình cũng không, có, không hẳn là có mục tiêu đâu chỉ là một cái niềm gọi là niềm vui niềm đam mê khám phá và những ừ. điều mới lạ vậy có nghĩa rằng là cái thời gian đầu tiên cũng chỉ đơn giản là à mình thích khám phá mình thích đi du lịch gọi là đam mê của mình thôi đúng không anh đúng rồi. Ừ. vậy thì uh, trong xuyên suốt cái hành trình mẹ từng đi qua nhá thì ba đất nước nếu như để lựa chọn ba đất nước mà anh cảm thấy ấn tượng nhất thì đó là những đất nước nào ạ? Thực ra là anh là đến thời điểm hiện tại là anh đã đi đến một anh đã đi qua 110 nước. Wow. Thì có rất nhiều các nước để anh ấn tượng. Để lựa chọn ra ba nước thì sự rất khó. Thôi anh cũng sẽ lựa chọn vì em đã bảo thì anh sẽ lựa chọn ra ba nước. Nước đầu tiên còn có lẽ là Brazil tại vì có một đợt mà bọn anh đi Brazil đợt đấy là bọn anh ngủ ở trong rừng Amazon. Wow. thì đoàn bọn anh có 5 người trong đó là năm khách du lịch và có hai người dân địa phương họ dẫn. đó anh đang ngủ giữa giữa rừng thì hướng dẫn viên họ đánh thức à. thì là hóa ra là vì có báo tấn công. Wow. Thế là tức là nhờ có họ hướng dẫn người bản địa ấy, là họ đã à, đánh nhau với con báo thì rồi mọi người thoát được. Cho nên là, là đánh nhau với con báo luôn này. À? Đúng rồi. Wow. chắc <laughs> là có báo tấn công nhưng mà may nhờ có người bản địa vì họ ngủ họ luôn cầm dao cho người cho nên là nhờ có họ mà bọn anh đã thoát được cái đấy thì là cái đầu cái trải nghiệm mình rất đang nhớ đối với anh cái trải nghiệm thứ hai chắc là ở Fiji cái Fiji thì là cái lần đấy là anh với cả một cậu bạn người Canada bọn anh đi uh, lặn biển snorkeling em thì là thuyền chở bọn anh ra giữa giữa biển bọn anh thả bọn anh để bọn anh ngắm lặn ngắm san hô ở đấy Thế nhưng mà lúc đấy là người ta chỉ bọn anh là phải đi bơi về hướng này Thì cái cậu bạn người Canada cậu ấy nghe nhầm thế là bọn anh để bơi về hướng ngược lại à. Theo bọn anh một thời gian sau bọn anh ngẩng mặt lên thì thấy cái thuyền rất xa bọn anh rồi và ra là sóng đã, nó đã cuốn bọn anh ra rất xa Lúc đấy là bọn anh có gọi thuyền cũng không ai thấy nghe thấy gì nữa Lúc đấy là rất cuống nhưng mà về sau cũng phải bình tĩnh lại Là bọn anh cứ thế mà bọn anh bơi liên tục liên tục Bơi về hướng thuyền nhưng mà càng ngày nó càng kéo bọn anh ra xa mà ờ, không có phao trên người chỉ có mỗi cái ống lặn của cả cái chân vịt thôi ừ. thế là bọn anh bơi suốt hai tiếng liền bơi trên biển tiếng. Ờ. <laughs> và may mắn sau là có cái thuyền đến cứu bọn anh ừ. thì đấy là ở trải nghiệm ở Fiji có một cái chuyện trải nghiệm thứ ba mà rất đang nhớ với anh là ở trên một hòn đảo đất nước Tuvalu anh có một thời gian 5 ngày anh ở trên một hòn đảo và hòn đảo đấy nó không có các phương tiện liên lạc tức là không có sóng điện thoại tức là hoàn toàn cắt tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài và trên đảo chỉ có hai người sinh sống thôi và anh là khách du lịch duy nhất thì trong những ngày đấy là những cái ngày anh thấy sống rất thành thơi hàng ngày anh đi cùng với các ông cụ để đi bắt cá về ăn cá và đi hái rau ở trong vườn sau nhà với bà cụ ừ. sau đấy ngồi nói chuyện với các ông bà hàng ngày mà mình thấy cuộc đời mình không có điện thoại mình vẫn sống rất vui vẻ. <laughs> đấy là một trong những cái trải nghiệm. Ừ. Sau cái khi này. nghe anh Hà chia sẻ xong thì có thể thấy rằng là cái được gọi là ấn tượng đối với anh thì nó lại hơi hơi khác so với uh, giới trẻ của em bây giờ. bởi vì bây giờ nhá nếu như hỏi được ấn tượng thì các bạn sẽ thường kể về những cái khoảnh khắc đẹp nhất này hay là những cái điều thú vị nhất. còn đối với anh Hà thì có lẽ rằng là với ba cái điều ấn tượng nhất đấy thì nó sẽ là những cái sự cố đúng không ừ. nào? vậy thì có bao giờ trong những khoảnh khắc của những sự cố đấy anh hà cảm thấy rằng là nản và muốn từ bỏ cái đam mê này không? <laughs> Thực ra là nản thì cũng không phải là nản nhưng mà nó, qua những cái sự cố thì nó sẽ giúp cho mình cảm thấy là mình cần phải bình tĩnh trong mọi tình huống thì nó sẽ giúp cho mình nghĩ ra được các cái hướng giải quyết bình ừ. tĩnh hơn. Vậy thì cụ thể hơn nhá trong xuyên suốt cái hành trình mà anh đi khám phá đi du lịch để chúng ta có thể thực hiện đam mê của mình, ấy, anh cảm thấy rằng là bản thân của mình đã trưởng thành hơn như thế nào so với cái phiên bản trước đây của mình. À, anh thấy mình đã thứ nhất là mình biết uh, lắng nghe, biết ừ. uh, chấp nhận cái sự khác biệt, Tại vì mình càng đi nhiều thế giới và tiếp tục nhiều các nền văn hóa khác nhau ấy, thì mình mới thấy là uh, mỗi nơi nó sẽ có một nền văn hóa và một góc nhìn nó có thể khác biệt Tự nhiên mình đứng ở đây mình nhìn góc nhìn khác người khác người ta đứng ở góc khác người ta sẽ nhìn khác với mình thì mình phải chấp nhận sự khác biệt đấy rồi uh, mình uh, đi nhiều thì mình sẽ uh, trải nghiệm được nhiều thì hiểu biết được sẽ rộng hơn À, bọn em thì vẫn hay nói với nhau, chưa đùa nhau đó chính là cái việc mà chúng ta đi du lịch á Đôi khi nó sẽ chỉ là cái việc chúng ta thay đổi ở một cái môi trường sống trong khoảng thời gian ngắn thôi. Vậy thì trong những cái hành trình mà anh đi qua đấy, thì quay trở về thực tại cuộc sống hiện tại bây giờ của anh á, thì những cái kinh nghiệm mà đi du lịch của anh nó giúp gì cho cuộc sống của anh bây giờ? Nó giúp rất nhiều chứ. Ừ. À, ví dụ như là anh sau khi anh đi rất nhiều ấy thì ừ. là vì tại vì những cái chuyến đi mình sẽ phải tiếp xúc với nhiều sự thay đổi thì nó làm cho mình tự chủ hơn trong công việc, ừ. rồi các cái chuyện giao tiếp với mọi người giờ nó sẽ tốt hơn, rồi cái ngôn, nói chuyện ngôn ngữ tiếng nước ngoài do mình phải trao đổi nhiều với cả dân bản địa, à, anh là người đi khi đi du lịch anh rất thích nói chuyện với người dân bản địa là để thứ nhất là để tìm hiểu về văn hóa địa phương và cũng hiểu biết về họ hơn đấy, cũng khám phá nhiều hơn đấy, thì cho nên là cái ngôn ngữ của anh nó sẽ tốt hơn. Ừ đối với những cái đất nước mà anh không sử dụng, sử dụng được hai ngôn ngữ anh biết là tiếng Anh và tiếng Pháp thì anh có thể sử dụng Google Translate à. uh, về nói chuyện với mọi người cũng là một cách hay cũng là một cách để tại vì anh đi khám phá các đất nước mới thì anh cũng không chỉ dừng lại là chỉ ngắm cảnh chụp ảnh xong ừ. anh đi về mà anh cũng rất muốn là để tìm hiểu thực sự về văn hóa về cách sống rồi cách suy nghĩ của họ. Ừ và có một cái nhá, có một cái mà bản thân em này cũng cũng khá là gọi là băn khoăn và các bạn trẻ cũng như vậy thôi. đó chính là khi chúng ta đi du lịch ở nước ngoài đi, thì cái việc mà chúng ta muốn được thật sự là tận hưởng cái không gian cái tất cả mọi thứ ở đất nước đó, thì có một điều mà mọi người rất là muốn có thể làm được là chính là cái ngôn ngữ của nó. vậy thì khi mà anh mới bắt đầu mình thực hiện cái hành trình du lịch của mình nhá, thì anh có bị áp lực về ngôn ngữ phải học chứ. nhiều không? có chứ thực ra là lúc mà thời gian anh mới bắt đầu đi du lịch ấy thì ừ. hồi đấy ngôn ngữ tiếng của anh nó chưa tốt lắm đâu. Thế nhưng mà càng dần càng về sau, tại vì mình cứ càng tiếp xúc nhiều mọi người mình càng nói chuyện nhiều với mọi người ấy ừ. thì cái ngôn ngữ của mình nó sẽ càng tốt lên. Ừ. Ờ, nhất là nhờ có các chuyến đi đấy hay là tiếng anh. Thực ra anh là người trước anh chuyên học về tiếng pháp, à. Thế tiếng anh của anh là anh không học được ở trường lớp bài bản nào cả thế nhưng mà nhờ có các, các chuyến đi thì mà tiếng Anh của anh tốt hơn hẳn, anh bây giờ có thể nói chuyện với người bản địa như bình thường luôn. À, đây sẽ là một cái, nó như là một cái động lực để mình sẽ chính xác. có thể cho mình nhiều cái cơ hội hơn để trải nghiệm nhiều ngôn ngữ hơn đúng không? đúng rồi không? đấy, chính ừ. nó là một cái động lực để cho mình học hỏi và mình hoàn thiện bản thân hơn. Ừ. Vậy thì có một cái nhá, bởi vì là chúng ta vừa mới Việt Nam của chúng ta thì vừa mới trải qua một cái giai đoạn khá là khó khăn, đó chính là giai đoạn của đại dịch covid 19 chín à, du lịch là một trong những cái lĩnh vực mà bị ảnh hưởng khá là nhiều vậy thì đối với công việc của mình nhá và tất cả cái chuyến hành trình của anh thì nó ảnh hưởng như thế nào trong cái đại dịch đấy ạ? À? Ờ, trong thời gian đại dịch thì đúng ừ. là bọn anh bị ảnh hưởng rất nhiều tại vì như anh là chuyên làm về các cái tour du lịch nước ngoài thì suốt cái thời gian đại dịch là bọn anh phải tạm dừng làm sản phẩm như anh là cái người mà rất thích đi lại nước ngoài thời gian đấy cũng không được đi du lịch cho nên là cảm giác nói chung là có một thời gian dài là anh bị khá là xì chết vì stress. không đi được không đi được đâu <cười> <cười> nhất là trong thời gian có một thời gian là mình phải đóng đóng cửa ở nhà ấy, <laughs> không ra khỏi nhà luôn á, <laughs> thì thời gian đấy sẽ bị xì chết nhưng mà cũng Nhờ là ở đây cũng có bạn bè người thân à. có nói chuyện với nhiều mọi người thì tinh thần nó cũng tốt hơn thì là cũng trải qua được cái giai đoạn đấy. Ừ. Bạn bè em có rất nhiều người là trong thời gian dịch đấy, các bạn ấy đang trong chuyến hành trình du lịch của mình, rất nhiều bạn lại bị mắc kẹt ở cái cái địa điểm du lịch đấy luôn. Đúng rồi. Thì không biết là anh anh có gặp cái trường hợp đấy không? À có, <laughs> cái đợt mà đang Covid là anh bị mắc kẹt ở Fiji à. thì là đợt đấy là Uhm, anh, anh mắc kẹt hai tháng ở đấy là vì thảo. không kịp mà bay cái chuyến bay cuối cùng để ừ. về việt nam tức là tại vì fiji không có chuyến bay thẳng về việt nam cho nên anh phải nối chuyến qua singapore thì cái đợt đấy là đúng cái chuyến bay mánh đặt thì là họ singapore họ đóng cửa bầu trời thế là anh không bay được nữa Hay anh nào. ra cái cửa anh ra sân bay thì vì về thì cái hôm đấy thực sự là cảm giác rất gọi là lúc đầu thì cảm giác rất lo lắng ừ. Đó, mình sẽ làm gì ở đây mình sẽ mình phải làm thế nào ở một đất nước lạ và đang có đại dịch nữa nhưng mà sau đấy thì bình tĩnh lại thì mình phải suy nghĩ là bây giờ mình lo lắng không làm được gì ừ. thì anh cũng quay lại và chờ đợi để có chuyến bay tiếp theo để về ừ. thì hai tháng sau mới về được <laughs> vậy thì trong cái chuyến mà bị kẹt lại như vậy thì anh đi một mình hay là đi với Đợt đấy anh đang đi mình. À. <laughs> một mình à một mình thì cũng kẹt lại thì một mình thôi nhưng mà ở xung quanh thì cũng sẽ quen về cái lúc thời gian bị uh, kẹt lại thì cũng sẽ quen các bạn nước ngoài khác cũng bị ừ. kẹt lại giống mình thì mình không phải là người bị kẹt lại duy nhất ừ. à. À, có một cái đó chính là bây giờ thì chúng ta hay bị một cái sốc về văn hóa khi mà chúng ta đi sang một cái đất nước nào đấy hoặc đi sang một cái địa điểm nào đấy thì trong cái cái cái, cái việc mà đi theo đam mê của mình để du lịch thì không bao giờ anh bị sốc những cái nền văn hóa khác nhau Uh, đấy, sốc <laughs> gọi là sốc về văn hóa <laughs> thì thực ra là nếu mà thời gian đầu tiên đi thì đương nhiên là sẽ có vì mình thấy nó nó, nó thay đổi hẳn so với ừ. cả cái các cái văn hóa mà những cái cách sống mà mình sống ở Việt Nam thì nhưng mà em càng đi nhiều thì em mới càng đấy là cái em mới càng thấy là cái sự đa dạng văn hóa của thế giới nó rất hay nó sự khác biệt của từng nước của từng nền văn minh nó sẽ nó 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 là một cái điều hay để em khám phá chính vì thế là một cái điểm có lợi của việc em đi du lịch nước ngoài nhiều là em đầu óc mở mang hơn, uh, trải nghiệm hơn làm cho mình cởi mở hơn với các cái sự khác biệt, ừ. khắp nơi trên thế giới. Có nghĩa rằng càng đi nhiều thì mình sẽ tập cho mình một cái thói quen rằng dễ dàng thích nghi hơn chính xác với lại tất cả những môi trường mới. Đúng rồi. Đúng ạ Vậy thì với tất cả những cái kinh nghiệm mà mình đã đi du lịch này, mình đã dịch chuyển ở rất nhiều đất nước và rất nhiều những cái cái cái, cái uh, môi trường khác nhau. Vậy thì với những cái kinh nghiệm thế thì nó có ảnh hưởng như thế nào đến cái uh, hành trình phát triển bản thân của một người đàn ông? <laughs> à, anh thấy đối với anh nó giúp cho anh trở thành một con người Chững chạc hơn, uh, suy nghĩ chín chắn hơn và biết dừng lại để suy nghĩ sau đấy mới quyết định. tức là mình có cái khoảng lặng trước khi uh, ra quyết định của mình. đó là anh học được từ những cái chuyến du lịch ấy. tại vì thực ra là qua những cái chuyến đi của anh thì uh, luôn liên tục gặp những cái vấn đề tức là không phải liên tục mà sẽ gặp những cái vấn đề mà mình không lường trước được ừ. rất nhiều là trường hợp như thế thì nó sẽ giúp ích cho mình học được rất nhiều các cái bài học về sau áp dụng được trong cuộc sống à, vậy thì với là, là một người mà có rất là nhiều những cái kinh nghiệm như vậy và cũng có nhiều những trải qua nhiều những cái cái biến cố cũng có này những cái, cái sự cố cũng có trên cái hành trình gọi là uh, thực hiện cái đam mê của mình thì anh có cái lời khuyên hay là một cái thông điệp nào À, gửi đến cho các bạn trẻ khi mà các bạn vẫn đang loay hoay cho mình trên cái hành trình à mình có nên đi du lịch nhiều hay không hay các thứ thực ra là cái đối với mỗi người chúng sẽ có một khác nhau nhưng mà anh anh thì anh chỉ khuyên các bạn trẻ các bạn thanh niên bây giờ ấy là nên nếu có điều kiện thì nên khám phá thế giới để biết là nó có rất nhiều sự khác biệt ở, ở khắp nơi à, biết là có những nền văn minh khác có những cái con người họ suy nghĩ khác mình Uh, như thế thì khi mà mình quay lại và mình tiếp xúc với cuộc sống thì mình sẽ cởi mở hơn và sẽ giúp ích cho nhiều cuộc sống như không? Cũng có rất nhiều các bạn, các bạn chúng ta vẫn biết à đam mê là những cái mà nó vẫn còn luôn nung nấu cho chúng ta đúng không ạ? Đúng rồi. Nhưng mà có rất nhiều bạn, các bạn vẫn không thể nào mà xác định cho mình được à đam mê của mình là cái gì? <laughs> thì theo anh thì những cái những cái trường hợp như vậy thì thì nó là như thế nào? Uh... Anh chỉ có một lời khuyên là chắc là những người các bạn thì nên trải nghiệm nhiều, ừ. các bạn trải nghiệm càng nhiều thì mình mình càng xác định được là cái đam mê của mình là gì, ừ. thực sự là mình mong muốn làm gì, uh, trải nghiệm nhiều. Khi các bạn còn trẻ thì các bạn tại sao không nên thử nhiều thứ, trải nghiệm nhiều thứ, Là như thế thì sẽ xác định được ừ. niềm đam mê của mình là gì hơn. Nhưng mà có một cái đó chính là các bạn cũng hơi sợ một chút <laughs> cái sự cái sự thất bại rồi các bạn thất bại một hai lần thì không sao nhưng ví dụ mà mình cứ trải nghiệm mà mình vẫn tiếp tục thất bại thì một cái một cái sẽ xảy ra là chính là cái, cái sự nản ở trong chúng ta ấy. nó sẽ rất là cao và khi cao như vậy thì các bạn lại càng gọi là mông lung hơn các bạn càng phân vân hơn về cái cái hành trình mà đi tìm ra cái đam mê của mình ấy. thực ra thì thất bại thì ai cũng sẽ cũng sẽ phải trải qua thất bại trong cuộc đời thôi anh nghĩ là cái thất bại nó cũng giúp ích cho chúng ta rất nhiều thứ đấy. nó giúp chúng ta học được các bài học giúp chúng ta đứng dậy được và thay đổi được cái sai lầm để có thể hoàn thiện được bản thân hơn và làm tốt hơn trong các cái công việc về sau thì không nên lo ngại vì chất thất bại vì ừ. ai cũng sẽ phải trải qua thất bại thôi và rõ ràng là đam mê hay bất kể một cái yếu tố nào của chính chúng ta thì nó cũng sẽ có thể bị tác động bởi cái môi trường sống hoặc một cái 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 thời đại mà chúng ta đang sinh sống này thì rồi. bây giờ như chúng em nhá như thế trẻ thì chúng em sẽ có đang sống trong một cái xã hội nó rất là phát triển sẽ Đúng có rồi. rất nhiều những cái yếu tố nó tác động trực tiếp vào vậy thì theo anh nhá dưới dưới cái góc nhìn của anh thì làm thế nào để chúng ta có thể duy trì được cái đam mê của mình trong cái xã hội như hiện nay à, duy trì đam mê thực ừ. ra là uh, trong cuộc sống nói chung chúng ta cần một sự cân bằng Ừ. cân bằng giữa cái chuyện em niềm đam mê của mình với cả cái công việc của mình về ừ. trong cuộc sống nó sẽ phát sinh rất nhiều vấn đề và nhiều lúc em phải bỏ tạm tạm thời bỏ các cái đam mê của mình vào một bên để ừ. giải quyết các vấn đề trong cuộc sống sau đây mới coi sẽ trở lại với đam mê được ừ. thì quan trọng nhất là sự cân bằng cân bằng vậy thì bản thân anh đã, đã cân bằng mọi thứ như thế nào? <cười> <cười> anh là người khá may mắn khi mà ừ. cái công việc của anh nó cũng xinh dáng thì đam mê của anh. Cho nên là uh, cái sự cân bằng của anh thì nó cũng đơn giản hơn những người khác. Ừ. Tại vì uh, anh là người rất yêu thích cái công việc của mình. Ngay lúc mà anh ngồi xây dựng sản phẩm cho khách là anh đã uh, cảm giác như mình đang chuẩn bị đi một chuyến đi nào đó rồi. <laughs> ừ. Thế nên là anh anh <laughs> anh là anh luôn luôn được uh, sống trong cái đam mê của mình. Cho ừ. nên là gọi là khá là may mắn. <laughs> À, lúc nãy thì chúng ta có nghe anh chia sẻ một chút về cái việc mà đi du lịch hay cái những cái kinh nghiệm của anh thì nó sẽ có một cái sự tác động rất lớn vào chính cuộc sống của mình vậy bây giờ mình chuyển hướng một chút qua công việc thì sao ừ. tất cả những cái kinh nghiệm tất cả những cái chuyến đi của anh ấy nó phục vụ trực tiếp như nào đến công việc của mình à, hiện tại anh đang là giám đốc sản phẩm của công ty du lịch thì uh, anh bọn anh công ty của anh là chuyên xây dựng các cái sản phẩm mà thiết kế riêng theo yêu cầu của khách hàng ấy, ừ. của các đoàn riêng ấy. thì uh, cái, cái anh là một người đi nhiều cho nên là tất cả các cái uh, sản phẩm anh làm ra đều là đến các cái địa điểm anh đã đi đã ừ. trải nghiệm và uh, như thế anh sẽ tư vấn cho khách được một cách rõ ràng và chi tiết hơn có nghĩa rằng là mình sẽ mình công việc của mình hiện tại là mình sẽ làm theo cái nhu cầu của khách hàng đúng không đúng rồi bọn anh ừ. xây dựng các sản phẩm theo nhu cầu khách hàng thì khách hàng bọn anh cũng có nhu cầu đa dạng lắm ví dụ như là <laughs> uh, có những khách họ thích rượu vang ấy ừ. anh có anh thiết kế đã từng thiết kế những cái tour mà đi khám phá các cái trang trại rượu vang nho ở pháp wow. và ngủ ở trong các cái lô đài tức là họ không cứ nhất thiết họ phải đi, đi khám phá nhiều nước ừ. mà họ chỉ muốn đi trải nghiệm thì đấy là những khách của anh hoặc là có những cái khách anh đã đưa cho họ đi lại họ tự lái xe đi xuyên qua các nước ở châu phi nam phi uh, namibia là những cái nước mà họ có thể tự lái xe họ tự đi khám phá thì uh, đấy đấy là theo hoàn toàn theo nhu cầu của từng đoàn khách ừ. và chính vì uh, cũng nhờ anh đã đi rất nhiều và anh cũng đã được trải nghiệm nhiều anh cho nên là anh cũng xây dựng các chương trình tour gắn khá sát với cả nhu cầu của khách hàng cái điều mà anh Hà cảm thấy là mình tâm huyết nhất trong cái công việc hiện tại của mình là gì thì uh, tâm huyết nhất. <laughs> uh, tâm huyết nhất là tại vì anh là người xây dựng sản phẩm cho nên là làm các sản phẩm cho khách là anh luôn đặt hết các cái uh, niềm đam mê mình vào đấy tức là để cho các uh, như là xây dựng một chuyến sản phẩm cho khách như lại như một cái chuyến mình chuẩn bị đi. Khi xây dựng sản phẩm cho khách anh luôn nói chuyện với khách ấy, để hiểu biết các cái uh, uh, mong muốn và niềm đam mê uh, các cái sở thích của họ thì và anh xây dựng sát theo đấy. Vậy thì uh như bây giờ các bạn trẻ như em thì 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 còn có thể dễ dàng hơn trong việc mà chúng ta lựa chọn một cái địa điểm nào đấy để mình đi du lịch hay là mình dịch chuyển nhưng có rất nhiều những 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 đối tượng khác thì mọi người lại cần phải 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 chịu những cái sự tác động của nhiều yếu tố khác nữa ví dụ gia đình gia đình chẳng hạn à, đối với gia đình thì đúng là sẽ luôn ủng hộ chúng ta sẽ có thể uh, khám phá được nhiều thứ hơn để bản thân mình có thể trưởng thành hơn nhưng cũng có rất nhiều trường hợp là gia đình sẽ không ý là sẽ 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 không uh, đồng tình cho làm cái việc mà để cho những người thân của mình di chuyển nhiều như thế bởi vì rằng là rõ ràng trong những cái chặng hành trình di chuyển của mình ấy mình sẽ không biết trước được rằng cái phía trước của chúng ta sẽ có những cái gì xảy ra kiểu như vậy thì khi mà anh uh, đi dịch chuyển đi du lịch nhiều như vậy thì gia đình của mình có có một cái sự tác động nào đó không? À thực ra anh cũng may mắn nữa ừ. lại mà nó may, may mắn. Là may nữa mắn đúng nữa. Đúng. Tại vì <laughs> thực ra là như kiểu anh nói lúc trước ấy là ừ. bố anh là trước đây là người đi công tác nước ngoài rất nhiều ừ. thế là gia đình anh là mọi người trong gia đình mọi người đều đi dịch chuyển khá là nhiều. Nên mọi người cũng hiểu biết cái uh, hiểu cho cái sự đam mê đấy của anh. Thế nên là cũng anh cũng được sự uh, uh, hỗ trợ rất nhiều từ gia đình nghĩa rằng là mình rất là may mắn đúng không? May mắn đó chính là được uh, gia đình luôn ủng hộ này. Cái thứ hai rằng là công việc của mình hiện tại là cũng, cũng có cũng chỉ cái đam mê của anh rồi. Đúng phục rồi. vụ nó, nó 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 phối hợp với nhau đúng không à. anh? Thực ừ. Thực ra anh anh thấy là khi mà mình lựa chọn công việc ấy, nếu mà ừ. em lựa chọn được cái công việc mà đúng gần gần với đam mê mình nhất ấy, thì lúc đấy mình sẽ có rất nhiều tâm huyết với công việc, mình sẽ đặt nhiều cái tâm huyết vào trong công việc và làm công làm công việc nó tốt hơn. Ừ. Vậy thì uh, trong công việc nhá trong công việc thì khi mà mình gặp gỡ khách hàng hay khi mình làm việc với khách hàng đối tác của mình ấy, thì cái giá trị mà anh muốn mang đến cho khách hàng của mình nhiều nhất đó là gì? nó sự khác biệt sự khác biệt sự, sự khác biệt là anh luôn tạo các sản phẩm khác biệt cho khách hàng tại vì uh, các cái sản phẩm bọn anh làm hướng đến ấy, là những cái điểm mà không có trong các cái công ty tour không có các cái chương trình tour sẵn bán trên thị trường hiện tại và bọn anh làm một cái sản phẩm khác hoàn toàn khác biệt các điểm đến khác biệt như anh nói qua luôn với em ấy thì là các sản phẩm bọn anh là làm theo nhu cầu của khách cho nên là bọn anh cũng hướng khách đến những cái nước rất lạ ở Châu Phi chẳng hạn ừ. ở Nam Mỹ chẳng hạn ờ, đấy là những cái những ừ. sự khác biệt Ừ, rõ ràng nhá, rõ ràng là du lịch là một cái lĩnh vực mà thực sự là mới được vực dậy sau một cái đại dịch Covid-19 vừa qua, một cái sự cố vừa qua. Vậy thì nếu anh có bao giờ anh nghĩ rằng là nếu như mà mình đi theo cái sự khác biệt đấy, ừ. đôi khi nó sẽ làm, nó sẽ đưa đến những cái rủi ro cho chính công việc của mình không? Thực ra là mọi thứ đều có rủi ro em ạ. trong cuộc sống thì không có cái gì là mình như lần trước hết cũng được. Ví dụ như là cái Covid nó đến bất ngờ ấy, nó làm cho cái ngành du lịch của bọn anh nó bị dừng đình trệ suốt là hai năm liền là không ừ. không không làm được cái gì cả thì đấy là những cái bất ngờ mà mình đâu có lương trước ở đó đấy là những cái rủi ro mình không thể tính trước được nhưng mà mình cũng phải chấp nhận và cũng phải sống với nó thì uh, anh nghĩ là rủi ro là trong những cái cái phần mà mình phải vượt qua ấy. Ừ. thì uh, sau khi em vượt qua được thì em sẽ thấy mình trưởng thành hơn <cười> <cười> thường nhá thường thì sau khi mà mà một uh... Ai đó mà họ vượt qua được một cái sự cố nào đấy, thường họ sẽ có một cái một cái hướng dễ khác hoặc là một cái một cái cái sự lựa chọn khác ừ. để ít nhất này cho cái bản thân của chúng ta cảm thấy được an toàn hơn. Ừ. Vậy thì cái động lực nào cho anh vẫn để cho anh được tiếp tục là mình sẽ luôn luôn đi theo cái sự khác biệt đấy sau khi mình vực dậy bởi Covid 19 ạ? Thực ra là anh anh luôn có những niềm tin vào cái 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 chuyện là nhu cầu của mọi người về du lịch ấy. Ừ. nó sẽ không không bao giờ thay đổi càng sau cái dịch covid ý, thì nhu cầu đi của mọi người anh anh thấy là nó càng nhiều hơn ấy thì mọi người rõ ràng là thấy là uh, sau cái uh, covid nó xảy ra ấy, là cho mình thấy là có những phải phải biết tận hưởng cuộc sống tức là phải biết đi khám phá khi nào có thể ừ. chứ đâu có biết được lúc nào sẽ xảy ra các cái tình huống như covid đâu Ừ. Tức là lúc chúng ta bị giam trong nhà 2 năm liền, có ừ. đâu có biết được xảy ra gì Cho nên là anh luôn có niềm tin là cái du lịch của họ sẽ phát triển trở lại như cũ. Nên vì chính vì thế là anh đã giữ vững cái niềm tin và anh giữ vững cái nghề nghiệp này của anh. Ừ. Có nghĩa là mình luôn có trong những cái niềm tin đúng không? Ừ. có một cái nữa đó chính là vì trong công việc nhé Thì khi mà anh đi du lịch nhiều nơi như vậy thì chắc chắn là những cái trải nghiệm, những kinh nghiệm của anh sẽ sẽ được trao dồi thêm rất là nhiều rồi. Vậy thì từ những kinh nghiệm như thế thì anh thấy rằng là cái cái chiều hướng công việc cái 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 trường công việc của mình ấy, so với trước khi mà mình chưa đi nhiều như thế thì nó có những cái sự thay đổi như thế nào thì ừ. cách làm việc hay là cái cái chiều hướng trong công việc của mình nó cũng thay đổi nó ừ. thay đổi nhiều vì anh anh thấy mình uh, cởi mở hơn tức là làm quen với các cái uh, sự thay đổi nhanh hơn ừ. làm quen với sự thay đổi nhanh hơn vậy thì cái cái, cái, cái quá trình ừ. để làm quen với cái sự thay đổi đấy của anh nó có lâu không cái đấy thì cũng có tùy vào công việc <laughs> tùy việc, công việc à? <laughs> đúng không? cái đất nước đầu tiên mà anh đất nước đầu tiên mà anh đến là đất nước nào nhỉ em mới chia sẻ à, cái đấy là anh đi du học ở pháp à, à, thì pháp là nước đầu tiên anh đặt chân đến là anh thì đi du anh... học từ từ năm anh 18 tuổi mười tám là... tuổi à, à. anh đặt chân đến nước pháp là nước nước ừ. ngoài đầu tiên anh đặt chân đến ừ. anh có nghĩ rằng là cái việc mình đi du học nó sẽ là một cái một một cái động lực rất là lớn như là một một cái sự châm ngòi cho cái niềm đam mê yêu thích du lịch của mình à, chắc, nổ chắc, thì nó cũng gọi là giúp đỡ cho anh giúp đỡ cho vì anh. cái thời điểm mà anh còn 18 tuổi là ừ. thời điểm đấy ừ. ở Việt Nam mình chưa phát triển về nhiều về du lịch ừ. nhất là du lịch nước ngoài nó không phải là dễ dàng như thời điểm hiện tại toàn bộ các cái thông tin về du lịch nó cũng khó khăn ừ. thì việc anh là hồi đấy anh du học giải pháp nó cũng giúp cho anh đi tạo điều kiện cho anh đi được rất nhiều nơi và hiểu thêm rất nhiều thứ. Vì ừ. một khi em đã đi nhiều rồi, thế em sẽ có các cái sự tự tin để em đi thêm các cái điểm ừ. mới lạ khác. Ừ, tự tự tin hơn, đúng không? À, lúc kia thì em cũng có nghe anh chia sẻ, thì cũng có biết được rằng là có rất nhiều cái chuyến hành trình mình đi đi một mình cũng có này, ừ. đi với những người thân hay người bạn bè cũng có. đúng rồi. Vậy thì anh Hà sẽ thích là mình đi trải nghiệm gọi là một mình hay là đi với nhiều người hơn anh thích cả hai cả tại hai. vì anh những cái chuyến đi một mình ấy thì là những cái chuyến đấy anh khám phá được nhiều hơn với cả văn hóa địa phương còn đi với bạn nhiều lúc mình là đi với bạn là để bạn bè hoặc là gia đình ấy ừ. là để chúng ta cùng gọi là đi du lịch với nhau để trải nghiệm ừ. cùng nhau khám phá các cái danh lam thắng cảnh và gắn kết lại với nhau bạn bè hơn. Ừ. Ờ, nhưng mà nếu em đi một mình ấy, thì em sẽ dễ dàng khám phá văn hóa địa phương hơn. Vì ừ. lúc đấy em sẽ tiếp xúc nhiều với cả người dân địa phương hơn. Một khi em đi cùng đoàn ấy, thì khó để em tách khỏi đoàn để đi nói chuyện với người dân địa phương hoặc ừ. là ví dụ như là hẹn hò người ta đi ăn tối hoặc là thì nó sẽ khó hơn. Vì mình sẽ đi cùng bạn bè mình thôi. Nhưng mà anh ta, theo anh thì mình nên đi theo cả hai thì như thế nó sẽ cân đối thôi. vậy thì uh, anh thấy rằng anh có anh thấy rằng là cái việc mà đi du lịch của các bạn trẻ bây giờ ấy nó có một cái sự khác biệt nào với lại cái cái sự dịch chuyển du lịch của anh thời bấy giờ à, Thời hiện tại thì cái uh, thông tin trên mạng ấy nó có rất nhiều Thế nên là giúp ích cho các bạn trẻ đi du lịch nước ngoài bây giờ ừ. tìm lên mạng tìm hiểu thông tin là có hết rồi từ xưa bọn anh đi là anh phải cầm được cái quyển sách hướng dẫn du lịch mà à. in bằng quyển sách đấy, như thế này ở xe trong đó không có nhiều thông tin như bây giờ ừ. đâu ví dụ như các cái thông tin về tàu xe các thứ là không, không, có không có như bây giờ là anh có thể lên mạng là có đầy đủ hết thông tin ấy nên thực ra là các bạn trẻ bây giờ là khá dễ dàng để đi du lịch kể cả cái nước mới lạ bạn hoàn toàn có thể tự đi ừ. tự tin tự tin lên và cứ thế mà đi thôi cái ừ. sách ba lô lên và đi <laughs> có thể rằng niềm đam mê của anh rất mạnh liệt đấy <laughs> cái thời điểm đấy mà cùng với nhiều cái sự gọi là mình phải tự tìm hiểu tất cả mọi thứ tự mày mò như vậy mà vẫn nuôi cho mình được cái cái niềm đam mê như thế là rất tuyệt vời đấy ạ à. À, có một cái nữa đó chính là bây giờ chính bởi vì là cái xã hội của chúng ta thành ngày càng phát triển rất nhiều những công nghệ rất nhiều những cái xu hướng mới được nổi lên và trong đó thì có những cái xu hướng như là review này thì Bây giờ thì anh có hay xem những cái clip trên mạng xã hội như review về các địa điểm du lịch không? Ờ, có, thỉnh thoảng anh cũng xem để ừ. ủng hộ các bạn Thì anh ừ. thấy giờ các bạn trẻ là làm rất nhiều các blog về du lịch ừ. cũng là rất hay ừ. Anh thì là cái thời anh đi hồi đấy chưa có phát triển nhiều về blog hay là về các cái trang web về làm về du lịch cho nên Hồi đó anh không làm cho nên là anh thấy các bạn trẻ bây giờ làm các cái blog về du lịch rất hay và các có nhiều độ thông tin cho các bạn những người chưa đi được người ta lên người ta tìm hiểu về thông tin ừ. cũng là rất hay vậy nếu như cái thời điểm đó mà có những cái công cụ như thế thì anh nghĩ rằng bản thân anh có có làm như vậy không chắc chắn rồi <cười> 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 thời điểm đó mà có các công cụ như thế chắc anh cũng sẽ làm nhưng mà thời điểm uh, anh còn trẻ và bắt đầu đi du lịch nhiều ấy thì uh, các cái công nghệ thông tin nó chưa phát triển như bây giờ các cái blog các thứ chưa có. À, tuy nhiên nhá thì uh, tất nhiên là bất kể một cái vấn đề gì khi chúng ta có sự nổi lên, đặc biệt là liên quan đến cái sự dịch chuyển hay tất cả mọi thứ nó cần một cái 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 sự uh, sự, sự sự linh hoạt thì chắc chắn là sẽ có những cái mặt tích cực và tiêu cực. Ừ, không đúng ạ? Đúng thì cái việc mà các bạn trẻ bây giờ hay là có rất nhiều cái xu hướng mới bây giờ uh, review ừ. thì cũng sẽ có những cái review thật và đôi khi cũng sẽ có đôi những cái review nó mang tính chất là nó hơi hơi tiêu cực một chút xíu thì theo anh nhé chúng ta có nên gọi là tin vào những cái review ở trên mạng xã hội không? Thực ra review chỉ giúp chúng ta là có những cái thông tin ban đầu. À, chúng ta phải nên tự khám phá, tức là tự đến nơi và tự tìm hiểu để tự khám phá. Ừ. Chứ còn các cái review thì giúp em ví dụ như em có thêm các thông tin nhưng mà nó chỉ là thông tin ban đầu thôi, nó có thể không chính xác hoàn toàn đâu. Cho nên là mình nên tự trải nghiệm và tự khám phá. Anh thấy như cái hay của việc du lịch ấy là em khám phá cái điều mới. Thì nếu mà em mà xem review quá rõ và quá mới rồi thì cần gì phải đi nữa đúng không? đúng không? Cho nên là nếu mà review nó chỉ giúp ích cho chúng ta tìm hiểu các thông tin ban đầu thôi chứ không phải là là để thay thế cho cái việc là chúng ta đi tận nơi và chúng ta tự tìm hiểu. <laughs> ờ, bởi vì là thật ra cái, cái 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 suy nghĩ của anh ấy em cũng đã có, anh cũng đã có được đọc những thông tin đấy rồi. Nhưng ý là có rất nhiều đối tượng mọi người đi du lịch là mọi người đi theo kiểu bởi mọi người quá bận mọi người sẽ không có thời gian nhiều để chúng ta sẽ à, tìm hiểu nhiều cái địa điểm khác nhau thế là mọi người xem những cái review đấy à đến à ngày hôm nay mình đến chỗ này thì mình sẽ đi điểm như vậy để mình sẽ không mất thời gian để tìm cái khác nữa thì anh thấy rằng là cái với những cái cách du lịch mà nó sẵn có như thế thì nó 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 có thú vị như thế nào hay là có những cái cái đấy thì chắc là anh ừ. nghĩ là tùy theo cá nhân thôi chứ đúng không ừ ví dụ như cá nhân anh thì anh ừ. sẽ không không xem quá kỹ về các cái địa điểm đâu ừ. vì anh anh muốn đến nơi anh tự tìm hiểu thêm với người bản địa ừ. uh, tự khám phá thêm các cái điểm mới đến. Thế còn ừ. một số người thì như em nói là vì mọi người không có thông tin không có thời gian đấy ừ. nên là mọi người sẽ tìm hiểu cặn kẽ các thông tin trước thì để mọi người đến cho người đi chơi thôi thì cũng là một cách nhưng mà anh em mỗi người sẽ có một cách riêng để ừ. để khá, để hoàn thiện cái chuyến đi của mình Anh có nói rằng nếu như cái thời điểm mà Bấy giờ lúc bắt đầu của anh ấy Mà có những cái công cụ, mà có những cái phương tiện Để mình có thể ghi lại những khoảnh khắc như thế Thì chắc chắn anh sẽ làm Và bây giờ mình đã có rồi. rồi Thì anh có nghĩ rằng là khi mà mình bắt đầu tiếp tục những cái hành trình du lịch của mình Thì mình sẽ thực hiện nó À, Tại vì thực ra là em cũng biết đấy, Bây giờ các cái chuyến đi của anh nó Sẽ gắn với các gọi là khảo sát sản phẩm ừ. Các thứ để xây dựng các sản phẩm chương trình cho bọn anh ấy cho nên là anh có ghi lại nhưng mà anh không hẳn là làm thành các cái blog Tại vì thực ra là em không thể, nếu em làm nhiều việc cùng một lúc em không thể là làm tốt được em chị em tập trung làm một cái công việc của mình thì ừ. sẽ tốt hơn Là ừ. <laughs> các bạn mà chuyên tâm làm blog ấy Thì là các bạn ấy dành rất nhiều thời gian để làm các cái blog đấy Xây dựng các cái blog và viết bài rồi làm marketing còn anh định hướng công việc của anh thì nó lại khác là anh đi để anh về xây dựng sản phẩm cho khách hàng ừ. cho nên là anh có quay lại chỉ để giúp làm các tư liệu cho bọn anh ừ. để có nghĩa rằng là có lưu lại nhưng là sẽ chỉ là phục vụ cho công việc của mình là chính Đúng thôi không. thì ừ. nó sẽ nó sẽ ừ. không, ra, không bởi vì là thật ra đối với những bạn trẻ như em có cơ hội được nói chuyện với anh chẳng hạn thì biết đâu rằng nếu như một ngày nào đó anh hà chia sẻ những cái 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 khoảnh khắc đấy trên mạng xã hội chẳng hạn thì em như chúng em thì sẽ có những cái nguồn động lực rất là lớn thì mình sẽ có thể à có cho mình thêm những cái kinh nghiệm chẳng hạn hay là có cho mình thêm những cái 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 cái, cái sự chuẩn bị trước cho mình khi đến một cái địa điểm nào đó chẳng hạn gần ừ. như vậy thì rất mong rằng nếu như một thời điểm nào đó mà mà ngoài công việc ra mà anh muốn chia sẻ thì hãy sẵn sàng để bởi vì rằng là để cho chúng em những bạn trẻ như chúng em ấy, Rồi. sẽ có thêm cho mình những cái dữ liệu như vậy chắc à, chắn rồi <laughs> sẵn à, sàng thôi vậy thì uh, qua cái 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 việc mà anh tự nhìn nhận thấy được rằng là các bạn trẻ bây giờ du lịch như thế nào hay và cái việc mà anh đã từng trải qua nhiều cái địa điểm như vậy thì anh có cái lời khuyên gì cho các bạn trẻ để các bạn sẽ tự tin hơn cho mình trên cái cái hành trình trưởng thành của mình à, hãy tự tin hãy uh, bắt đầu để đi khám phá thế giới thực ra là không không phải quá xa vời đâu ngay từ những nước xung quanh mình thôi như lào campuchia ấy em chỉ cần đi những cái nước ra khỏi Việt Nam để thấy nó khác biệt như thế nào là đủ rồi, bắt đầu từ những cái nước dễ dàng như thế trước đi. Ừ. Thì để để thấy càng đi thì mình sẽ càng thấy là mình có nhiều cái để học hỏi, nhiều cái để biết, nhiều niềm đam mê và lúc em quay lại với cuộc sống của mình ấy sẽ thấy là nó rất rất, rất, rất ích cho cuộc sống. Vậy thì đây cũng là thời điểm cuối năm rồi, sắp sắp sang một năm mới rồi thì cái định hướng trong cái năm mới của anh về đam mê, về công việc Thì nó 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 có những cái định hướng như thế nào? Năm 2024 thì anh cũng dự kiến là đi thêm được vài nước nữa, vài nước nữa. Ờ, Thì để khám phá thêm nhất là phần châu Phi, anh chưa ừ. đi nhiều châu Phi thì, là châu Phi <cười> <cười> Lại là châu Phi, ờ, nhưng mà châu Phi rộng lắm Cho ừ. nên là anh cũng còn rất nhiều nước để khám phá Thì anh cũng sẽ phát triển thêm các sản phẩm cho người Việt ở châu Phi Ừ. Và em cũng tin rằng là với những gì mà anh Hà chia sẻ từ đầu đến bây giờ Từ những kinh nghiệm của anh hay là từ những cái thực tế mà anh đã trải qua Thì em tin chắc rằng các bạn khi mà lắng nghe được những nội dung này Thì các bạn sẽ cảm thấy rằng à mình có cái đầu tiên là tự tin hơn rất nhiều đã. Bởi lẽ rằng là với uh, chúng em, từ giới trẻ chúng em hiện tại Thì chúng em khi mà để lựa chọn một cái, quyết định một cái lựa chọn nào đấy Thì có thật rằng không dễ ý, bởi vì rằng là chúng em sẽ phải suy nghĩ rất nhiều cái ý. từ việc à, 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 à những cái kinh phí chẳng hạn ừ. hay là một cái gì đó nó có tác động đến cái chuyến hành trình của mình ấy ừ. cho nên là đối như em bây giờ nhá thì uh, để quyết định rằng à, mình sẽ đi du lịch một cái địa điểm nào đó thì nó cũng cũng sẽ cần phải suy nghĩ rất là nhiều suy nghĩ đó, nhiều chính à. xác từ cái việc là công việc này công việc của mình này, hay là gia đình cũng có này Đấy, hay là những cái liên quan đến cái cái cái, cái hành cái hành trang của mình để ừ. mình có thể chuẩn bị đi lên ấy thì em ừ. tin rằng là sau cái 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 cuộc trò chuyện này thì các bạn sẽ có nhiều hơn những cái dữ liệu đấy từ đấy thì các bạn sẽ có thêm động lực cho mình hơn như <laughs> vậy. Đúng rồi. Và một lời cuối khi mà trước khi cái tập postcard này kết thúc thì có lẽ rằng là sẽ được cảm ơn anh Hà rất là nhiều về ngày hôm nay đã chia sẻ với chúng em với những điều rất là quý giá như vậy và rất mong rằng là trong những tập podcast tiếp theo thì chúng ta sẽ có cơ hội được trò chuyện nhiều hơn với nhiều cái lĩnh vực khía cạnh khác nhau hơn và một lần nữa thì xin cảm ơn thương hiệu thời trang nam Owen đã luôn đồng hành cùng phái mạnh Việt để trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình và chắc có lẽ rằng podcast của chúng ta đến đây là kết thúc cảm ơn anh và cảm ơn tất cả quý vị đã cùng lắng nghe và theo dõi à, xin cảm ơn